Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của in hình bản đồ Việt Nam 714 985 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ chương trình của Little Sài Gòn TV. Đây là phần 3 của chương trình Cà Phê Sáng. Cảm ơn quý vị trên Facebook đã nhắc cho chúng tôi rằng là cái con đường Lê Duẩn hồi xưa đó, thưa với quý vị, hồi thời Pháp đó thì gọi là Boulevard Norodom. Sau đó là đường Thống Nhất. Sau năm 75 là đường 30 tháng 4. Và bây giờ là đường Lê Duẩn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cũng nói về Facebook thì trang Facebook mà có thể tương tác được với chúng tôi là Lido Sài Gòn TV tin tức đó là cái trang mới của Lido Sài Gòn TV Lido Sài Gòn TV tin tức nha quý vị nha cảm ơn quý vị đã gửi lời chào đón sự trở lại của tôi ngày hôm nay cũng như là cũng có, có nhiều người thắc mắc ở trên đó là tại sao mà không có tương tác được ở trên Facebook à, dạ thưa vẫn tương tác được nhưng mà quý vị phải vô cái trang Lido Sài Gòn TV tin tức ở trên Facebook thì vẫn tương tác được với chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Yeah, có nghĩa là chương trình vẫn được live ở trên Facebook và YouTube. À, thưa quý vị, à, như à, nhiều lần chúng ta đã nói, à, một trong những à, cái à, doanh nghiệp mà bảo trợ cho chương trình cà phê sáng đó là Lee Sandwiches. Thì bây giờ vào ngày chủ nhật này, Lee Sandwiches sẽ mở thêm một tiệm, tiệm này là tiệm thứ 76. 76. Tiệm thứ 76 ở ngay thành phố Riverside và đây cũng là tiệm thứ hai ở thành phố này. À, tiệm này sẽ có tên là Lee Sandwiches Riverside Van Buren Tức là tại vì cái tiệm này nằm ở trên đường Van Buren Cái địa chỉ là 3519 Van Buren Boulevard Unit là 107 Riverside CA 92503 Thì ngày Chủ nhật này là ngày 7 tháng 5 à, Tiệm này tiệm thứ 76 sẽ thành lập Và như vậy thì Lee Sandwiches lại có 100 phần quà Dành cho những người khách đến đầu tiên thì mỗi một cái phần quà như vậy nó có có nhiều thứ ở trong đó lắm. Ngoài ra thì có cái chương trình promotion, tức là quý vị sẽ mua một ly cà phê sữa đá, đây là giống như là cái uh, nổi tiếng của ly sandwich đó. thì sẽ làm một đồng 99. Uh, rồi 100 người đến đầu tiên thì quý vị sẽ nhận được những cái phần quà rất là đặc biệt. Thì một lần nữa chúc mừng sự thành công của uh, ly sandwiches ở Hoa Kỳ này. Uh, bảy mươi sáu tiệm rất là đáng để trong nguyên thời gian qua biết đường Van Buren này không ở gần đây cũng có nè ở đây cũng có đường Van Buren à, thưa quý vị ừ. nếu mà mình đi freeway chín mươi đi về Riverside đó thì sau khi mà qua đường McKinley thì một hai con đường sau đó sẽ là đường Van Buren đó thì đây là cái nơi mà Lee Sandwich mở tiệm thứ hai ở thành phố này à, thành phố Riverside à, sau mà khi đi qua cái 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 khu shopping có tên là Tyler Mall đó thì mình sẽ tới đường Van Buren đó nơi đó à, nói về cũng nói về nhà hàng nha thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 trở đi thì những cái muỗng nĩa mà bằng nhựa mà mình ăn những cái food to go hoặc là mình vô nhà hàng mình ăn đó hồi xưa thì bắt đầu mình xài bằng inox mình ừ. xài bằng kim loại sau đó thì bị dịch cho nên không có xài đi xài lại được như vậy bắt đầu chuyển qua là bằng plastic. Nhưng mà bây giờ trở đi từ ngày 1 tháng 5 thì một số nhà hàng, một số nơi nha ở vùng Los Angeles sẽ không được dùng những cái muỗng nĩa bằng nhựa nữa vì ảnh hưởng đến môi trường. Đó, cái sự tiêu hủy của nó lâu hay là nó làm ảnh hưởng. Cho nên theo như luật mới đó thì khi khách hàng đòi hỏi, khi mà mình mua hàng ở một cái xe bán đồ ăn hoặc là mình vô nhà hàng thực phẩm phó, thức ăn nhanh đó hay là mình cần một cái đó thì mình hỏi người ta mới đưa chứ người ta không có tự động đưa nữa và nhà hàng thì bắt buộc họ phải dùng những cái muỗng nĩa dao mà sử dụng lại được nhiều lần chứ không còn sử dụng một lần rồi quăng đi như hồi xưa nữa cho nên sẽ trở lại dùng những cái loại inox như hồi xưa đó cho nên đó là một trong những cái luật mới mà khi quý vị đi mua hàng ở một cái xe bán đồ ăn hoặc là quý vị vô nhà hàng thức ăn nhanh đó để mình mua đó thì quý vị phải hỏi người ta mới đưa cái đó ra ờ, nhiều người trong thời gian qua cũng hay uh, bực tức bởi vì nhiều khi đi mua đồ phút về cái mở ra nó ủa không có muỗng nĩa gì hết quên Như hỏi đó, đó là cái quy định nha quý vị chứ quý vị đừng có uh, giận người ta uh, thưa quý vị chiều ngày hôm qua đó thì uh, cái tên mà đã uh, xả súng giết chết năm người nhà hàng xóm chỉ vì một cái lời uh, ra năng nỉ rằng là đêm tối rồi nó đừng có bắn súng nữa đó đã bị cảnh sát bắt sau uh, 4 ngày lẫn trốn À, tên này là Francisco Oropeza, 38 tuổi. À, cảnh sát chỉ cho biết rằng là hắn bị bắt ngày hôm thứ Ba, à, hắn trong lúc mà hắn trốn ở trong một cái tủ quần áo ở của một ngôi nhà, mà ngôi nhà đó, đó thì cách cái nơi mà xảy ra hiện trường của cái vụ thảm sát đó là khoảng chừng 20 dặm. À, Chúng ta nhắc lại một chút xíu đó là vào cái ngày tối thứ sáu đó thì một cái cái sự việc đó rất là vô duyên nó rất là vô lý đã xảy ra khi mà à, cái tên này nó đứng ở trên sân nhà nó nó cứ xách khẩu súng nó bắn đùng đùng thì những cái ông hàng xóm cùng với hai người nữa ở trong nhà đã đi qua nói rằng là ông có thể ông đừng có bắn được nữa hay không bởi vì chúng tôi đang dỗ một cái đứa con nó còn dưới một tuổi nó đang ngủ thì ông ta trả lời rằng là tao làm gì trên sân nhà tao là đó là chuyện của tao rồi khi nhà những người này vô nhà thì tên đó sau đó đã đi qua và bắt đầu một cái việc mà xả súng theo cái kiểu người ta nói giống như cái kiểu xử tử như vậy dẫn đến việc là năm người ở trong gia đình này đã bị chết một cách rất là thê thảm trong đó có một đứa bé chỉ mới có 8-9 tuổi mà thôi Um, khi mà cái sự việc này xảy ra những cái diễn biến sau đó thì quý vị cũng đã nghe nhiều ở trong chương trình cà phê sáng cũng như là thời sự thế giới Nhưng mà từ đây có một cái câu câu một mà người ta đặt ra đó là trong những cái sự việc như vậy khi mà mình sống mà quanh mình những cái hàng xóm mà mình dùng cái chữ là không biết điều đó hoặc là nó họ có những cái uh, uh, hành động này khác thì mình có nên giống như là cái người, À, đàn ông hàng xóm này đi qua à, nhắc nhở như vậy xong rồi nói là nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát mình có nên làm như vậy hay không thì cái câu nói nhiều người người ta khuyên nhau á, là quý vị không nên tức là khi mình thấy có những cái hành động mà nó à, quá sức chịu đựng của mình mà mình nghĩ rằng là mình không an toàn hoặc là mình bực bội thì cần thì mình cứ gọi 911 mình gọi cả báo cảnh sát chứ mình không có cần phải xuất hiện để cho cái người đó biết rằng là tôi báo cho anh biết anh mà làm như vậy nữa tôi đi báo cảnh sát thì cái điều đó nó sẽ gây cái nguy hiểm cho bản thân mình cho nên là quý vị hãy nên là mình bực bội những cái chuyện gì đó mà nó nó mình cho rằng là nó không đáng hoặc là mình bị ảnh hưởng thì mình cứ gọi mình báo cảnh sát thì tại vì cảnh sát có cho những cái ẩn danh như vậy thì khi họ đến đó họ đến ngay ngôi nhà đó thì họ sẽ hỏi ờ tôi nhận được cái cuộc gọi như vậy thì cái chuyện gì nó xảy ra vân vân chứ không nên có một cái sự đối đầu thì cái điều đó rất là đáng tiếc thì bây giờ người ta cũng đang uh, quay về cái chuyện uh, ngay cả ông thống đốc của tiểu bang texas ngày hôm uh, thứ hai cũng phải lên tiếng xin lỗi bởi vì uh, trong một cái phát biểu trước đó của ông đó, ông nói là uh, những người mà bị những nạn nhân mà bị bắn chết này á, cũng đều là những người mà À, nhập cư trái phép thì cái điều đó gây nên sự phẫn nộ của rất là nhiều người nói là trong cái bối cảnh đó thì cái vấn đề mà nhập cư trái phép ông không nên dùng để nói với những người nạn nhân mặc dù cái kẻ mà hung thủ đó nó cũng đã bốn lần có báo chí thì nói là năm lần có báo thì nói là bốn lần đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ là trong cũng trong tình trạng là nhập cư trái phép nhưng đối với những nạn nhân như vậy mà dùng trong cái bối cảnh này mà lại dùng thêm cái đó nó giống như là À, cũng là người trái phép thôi thì điều đó là không đáng thì ông thống đốc của tiểu bang Texas cũng đã phải đã phải lên tiếng xin lỗi về vấn đề này. À, một lần nữa thì những cái chuyện mà về người nhập cư trái phép, về súng đạn, cách quản lý như thế nào, vân vân rất là nhiều cách là người ta lại lên tiếng, cũng như là cái cuộc gọi nói là gia đình này họ đã gọi cảnh sát 5 lần trước khi mà cái tên kia nó sách súng sang thì cái sự phản ứng của cảnh sát như thế nào trong những trường hợp này cũng là điều mà người ta đang phải gây tranh cãi à, xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại.